Hai anh em đây, mình mới về được hai bộ bốt đây, bốt này. Đấy, hàng bốt. Cho em xem bốt. Đây là kính đề quát. Đây là set kính màu đen nhé. Về toàn là kính đen thôi. Kính này là dạng kính khói. 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 Kính này thì có thể là anh em đeo đi chạy xe này. Hàng được luôn nha. Kính này hàng được luôn. Xem thằng bốt này. Bên ngoài có một cái túi sách này, túi sách. Đây là thương hiệu của Bose nè. Bose. Đây, xem bên trong thì có cái gì nha. Đây. Rồi. Đây. Đây là cốc sạc của Bose, sạc Bose GL 18V. Đây. Xem cốc sạc này, sạc này sản xuất tại đâu, sạc này là sản xuất tại China nha anh em, nhưng mà hàng này là hàng của dành cho thị trường của Mỹ, nên sạc là sản xuất tại China. Đây, đây cái khoang này, khoang bốt. Đây là động cơ có trở thang. Động cơ có trở thang. Máy gồm 3 chức năng. Đấy. Bắt vít, khoang sắt, khoang tường. Đây là bốt. Tem. Đây pin này là pin. Pin này là pin 4A nha. Pin 4A. Thang máy này là sản xuất tại Malaysia nha anh em. Đấy. Thang máy sản xuất tại Malaysia. Tám ạ. Đầu auto lock. Đây. Tiếp theo là cây vít. Đây. Vít. Đầu đỏ. Ha. Vít này thì lại có dây đeo. Đấy, dây đeo. Nhiều. Cái khoang lại không có. Khoang lại không có. Nhưng cái vít lại có. Dòng này cũng sử dụng động cơ có chổi than. Xem này. Vẫn có báo pin. À. Báo pin. À, báo pin đầy đó. À. Ở trên này được có một cái ba ke nữa. Đây. Ba ke. Tiện, rất tiện cho anh em. Pin này cũng là pin 4A. Đấy. Sản xuất tại Malaysia nè. Sản xuất tại Malaysia. Ở đây. Cái vít này thì nó là vừa kết hợp giữa đầu bắn bu lông và đầu vít. Đấy. Đầu bắn bu lông và đầu vít.
anh em có thể gắn đầu vít vào đây và bắn vít, và có thể gắn đầu bu lông vào, gắn đầu bu lông vào đây nè. Bốt này cũng khá là đẹp. Bộ này với giá cực kỳ tốt cho anh em nhé. Đây, bộ này giá cực kỳ tốt. Bộ này gồm một máy bấm vít, một khoang, hai pin 4, một sạc, một túi sách, giá hơn 4 triệu nha anh em. Đây, anh em nào muốn biết thêm thông tin thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại mình sẽ để ở đường link phía dưới. Rồi, chào anh em nhé.